chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Trận chiến 7 ngày trong vòng vây lính đánh thuê của đại đội đặc nhiệm sói xám trong chiến dịch nở hoa trong lòng địch tại Campuchia. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin chính như sau trận chiến ác liệt kéo dài 7 ngày trong vòng vây lính đánh thuê người Duy Ngô Dĩ khét tiếng của Trung Quốc tại Campuchia của đại đội lính đặc nhiệm xói xám thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam làm chấn động dư luận. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, nằm trong chiến dịch Nở hoa trong lòng địch, như đặc nhiệm chim ưng trắng và sói xám thuộc tình báo Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã âm thầm xâm nhập vào Campuchia để cùng lực lượng đồng minh thân Việt Nam mở các cuộc tấn công ngăn chặn nhắm vào lính Trung Quốc và lực lượng lính đánh thuê người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc huấn luyện nhiều cuộc chạm trán quân sự có tính khốc liệt đã nổ ra suốt một khu vực rộng lớn kéo dài từ các tỉnh giáp biên giới với Việt Nam. Trong trận đụng độ lần này, 80 lính đặc nhiệm. Sói xám đã chiến đấu kiên cường, đẩy lui vô số cuộc tấn công của 500 tay súng đánh thuê trong gần một tuần để bảo vệ một căn cứ ở khu vực giáp biên giới với tỉnh Modo của Campuchia. Theo các nguồn tin quân sự chúng tôi có được, trận chiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 khi đại đội lính đặc nhiệm gồm 80 thành viên của tình báo Tổng cục 2 được trực thăng chi nút, thả xuống căn cứ Moldova để thay thế cho một đơn vị chim ưng trắng ở khu vực xa xôi này. Có vẻ như lực lượng lính đánh thuê trong vùng đã rất vui khi thấy phía lực lượng đặc nhiệm Việt Nam rút đi cùng xe thiết giáp 8 khẩu súng máy hạng nặng và 12 đội quân y được trang bị xe cứu thương bọc thép. Đại đội sói xám đến thay thế chỉ có 2 khẩu súng máy hạng nặng, một bác sĩ, hai y sĩ và một chiếc xe địa hình bốn bánh. Tồi tệ hơn, những tay súng mang tên lửa vắt vai luôn rình gạch quanh các ngôi làng xung quanh căn cứ khiến việc yểm trợ hỏa lực bằng trực thăng vô cùng nguy hiểm. Trong khi quân tiếp viện không bao giờ được cử đến mà không rõ lý do vì sao. Khi các gián điệp lính đánh thuê thông báo về sự giảm sút lực lượng thiết giáp và hỏa lực hạng nặng bên trong căn cứ Moldova, các thủ lĩnh lính đánh thuê dường như đã cảm nhận được một chiến thắng dễ dàng. Ngay sau đó, trung sĩ tham mưu lực lượng đặc nhiệm xói xám Nguyễn Tấn Khang khi dò sóng liên lạc bộ đàm của lính đánh thuê đã bắt được những thông điệp đầy lo ngại. Chúng nói với nhau về việc uống trà trong sở chỉ huy của chúng tôi lúc mặt trời mọc, nghĩa là chúng sẽ tiêu diệt bất cứ ai trên đường tiến công, Trung Sĩ Khang kể lại. Một kết cục tồi tệ hơn nữa cho các đặc nhiệm Việt Nam đồn trú là việc bị lính Duy Ngô Nhị bắt sống. Đã có lúc tôi gần như suy sụp, tôi thà bị trúng đạn cối còn hơn. Tôi nhớ lúc đó mình đứng trong căn cứ, trần gung bần bật, một lính đặc nhiệm bắn tỉa nói quân lính đánh thuê lúc này đã huy động hàng trăm tay súng để tấn công vào căn cứ ban đầu chúng áp dụng chiến thuật đánh vỗ mặt xung phong ào ạt hết đợt này đến đợt khác nhằm chiếm căn cứ nhanh nhất có thể đã có lúc chúng áp sát căn cứ đến mức chúng có thể ném lựu đạn qua những bức tường vào bên trong tôi chưa từng đối mặt với trận chiến nào như thế nó cực kỳ căng thẳng và không phải từ một hướng chúng tấn công từ mọi phía vào mọi lúc Trung tá Trần Long, người đã từng chinh chiến nhiều năm cho biết. Các đặc nhiệm phải nổ súng bắn trả, nhưng cứ một tên bị bắn gục, tên khác lại xuất hiện, khiến bạn phải tự hỏi sẽ còn đối mặt với bao nhiêu kẻ địch nữa đây. Trung tá Long nói tiếp, chúng không phải là kẻ địch bình thường, thế nên tôi nghĩ sẽ dành cho mình một viên đạn cuối cùng nếu như chúng tràn vào căn cứ. Cơ hội sống sót của các đặc nhiệm bên trong căn cứ sơ sài này là vô cùng mong manh. Chúng tôi hoàn toàn đơn độc, căn cứ này rất dễ bị mất hoàn toàn, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Huỳnh Duy Đức kể lại với phóng viên chúng tôi, những gì mà các đặc nhiệm có thể dựa vào để bảo vệ căn cứ chỉ là những lớp tường bằng đất không cao quá đầu người, thứ mà thượng tá Đức cho là không hề có khả năng phòng thủ chút nào. Tôi đã từng làm việc trong nhiều căn cứ ở Trung Đông, Châu Phi, trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trước đây nên tôi biết một căn cứ phải như thế nào. Ít nhất chúng phải có tường cao, vững chãi, chắc chắn, thứ gần như không tồn tại ở đây. Với việc cấp trên không thể yểm trợ hỏa lực, đại đội sói xám phải phụ thuộc vào kỹ năng tác chiến của khẩu đội xuống cối do hạ sĩ Vương, Vương Uy Lực chỉ huy để cầm cự trước các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều ngày của phiến quân. Lực có trách nhiệm gót đạn cối vào các vị trí tấn công của địch ngay bên ngoài bức tường căn cứ, đồng thời đảm bảo số đạn đó không rơi vào vị trí của đồng đội. Hứng chịu thương vong nặng nề từ hỏa lực xuống cối chính xác của hạ sĩ lực, quân lính đánh thuê thay đổi chiến thuật, bắt đầu chuyển sang tấn công tầm xa bằng đạn cối, rocket và súng bắn tỉa, khiến đại đội sói xám phải hứng chịu thương vong đầu tiên. Viên đạn bắn tỉa của chúng đã trúng vào khe hở trên áo giáp của hạ sĩ, thông tin Trần Quyết Chiến khiến anh này hy sinh tại chỗ. Cậu ấy đứng ngay cạnh tôi trên nóc sở chỉ huy, trung tá Đức kể lại giây phút cấp dưới của mình trúng đạn. Tuy nhiên, họ không có thời gian để than khóc. Thật lạ, chúng tôi biết cậu ấy đã chết, nhưng cũng biết rằng cậu ấy sẽ ổn và chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra khỏi căn cứ. Chúng tôi lại tiếp tục vào vị trí và chiến đấu, trung tá Đức nói. Ban đầu chúng tôi đều nghĩ tại sao chiến phải chết nhưng chúng tôi phải vượt qua điều đó và không thể ngừng lại hay hút vào một xó chúng tôi phải chiến đấu chống lại chúng điều đó đã ngóng vào máu những người lính đặc nhiệm chúng tôi anh đức khẳng định chưa đầy một ngày sau quả đạn cối rơi chúng vào vị trí quan sát của hai người lính khác trong đại đội khiến một người chết tại chỗ một người bị thương nặng và qua đời sau đó không lâu thực phẩm dự trữ dần cạn kiệt và đại đội xói xám đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng vẫn quyết chiến đến cùng. Lính Duy Ngô Nhị đáp trả bằng những cơn bão lửa từ hỏa lực gốc khác và súng cối, mỗi khi leo lên nóc nhà để cảnh giới và bắn tỉa. Các lính đặc nhiệm đều gật đầu chào nhau, như thể đó là lần cuối họ nhìn thấy nhau. Sau 3 ngày, quân lính đánh thuê được tăng viện lực lượng và đạn dược, nâng tổng số tay súng tham gia cuộc tấn công lên 500 và số phận căn cứ Moldova dường như đã bị định đoạt cả hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công tổng lực cuối cùng. Đúng lúc đó, một diễn biến bất ngờ xảy ra. Các trưởng ấp trong vùng tại Campuchia sau khi chứng kiến làng mặt của mình bị phá hủy trong suốt nhiều ngày giao tranh ác liệt, đã thuyết phục lính đánh thuê ngừng bắn. Họ thu xếp để Trung tá Đức rời căn cứ gặp mặt thủ lĩnh lính đánh thuê để bàn biện pháp chấm dứt đổ máu. Sau cuộc đàm phán, lính đánh thuê đồng ý rút quân và đại đội số xám đóng quân ở căn cứ thêm một ngày trước khi được các trưởng ấp bố trí cho họ rút quân an toàn trên một đoàn xe tải chở gia súc tới điểm hẹn với hai trực thăng chi vào ngày 17 tháng 3. Trận chiến Moldova kết thúc. Đại đội số xám đã chiến đấu kiên cường trong suốt 7 ngày liên tục, bắn hết 1 phần tư số đạn dược mà toàn bộ lực lượng đặc nhiệm ở Campuchia có thể sử dụng trong một năm diễn biến tiếp theo của chiến dịch nở hoa trong lòng địch ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất trong một diễn biến liên quan chánh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời chất vấn chánh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trả lời chất vấn tại phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo kế hoạch, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra một ngày. Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tiếp với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phiên chất vấn được phát thanh trực tiếp trên đài Tiếng Nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam đài truyền hình Việt Nam để cử tri theo dõi, giám sát. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tòa án. Nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, thái thẩm. Công tác cán bộ của ngành tòa án giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án. Bên cạnh đó là công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ. Việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 trên 2021 trên QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho xét xử trực tuyến nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực kiểm sát và trách nhiệm trả lời chính là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Nội dung xoay quanh giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm soát việc giải quyết vụ án hành chính vụ việc dân sự kiểm soát thi hành án hình sự dân sự hành chính việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm công tác cán bộ của ngành kiểm sát giải pháp nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của viện kiểm sát việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường ra soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, theo thẩm quyền. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ, Công an Tư pháp, Tổng thanh tra chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Tổng thống Putin nói Nga và Trung Quốc quan hệ đối tác tới tương lai. Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã viết một bài báo cho nhân dân Nhật Báo với tựa đề Nga và Trung Quốc quan hệ đối tác hướng tới tương lai. Nó đã được đăng trên trang của Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc hội đàm phán sắp tới, tin rằng chúng sẽ tạo động lực mới mạnh mẽ cho toàn bộ phạm vi hợp tác song phương. Trong bài báo, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ đối tác Nga-Trung vốn luôn được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và lợi ích của nhau. Một thập kỷ đã trôi qua, kể từ chuyến thăm Nga lần đầu tiên của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thời gian này, rất nhiều điều đã thay đổi trên thế giới và thường không theo chiều hướng tốt hơn, nhưng điều chính vẫn không thay đổi là tình hữu nghị Nga Trung bền chặt, quan hệ đã đạt mức cao nhất trong lịch sử và tiếp tục được củng cố. Tổng thống Putin lưu ý, một trong những ưu tiên của hai nước là quan hệ đối tác kinh tế và thương mại vào cuối năm 2022, thương mại song phương đã tăng gấp đôi và đạt 185 tỷ USD. Đây là một kỷ lục mới và hai bên có mọi lý do để tin rằng ngưỡng 200 tỷ USD đã đặt ra sẽ bị vượt quá không phải trong năm 2024 mà trong năm nay. Theo Tổng thống Putin, Nga và Trung Quốc đang xây dựng những cây cầu theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì vậy, năm ngoái các khu vực biên giới của hai nước đã được kết nối bằng hai cây cầu bắc qua sông Amur, con sông từ lâu đã trở thành dòng sông của tình hữu nghị. Đường ống dẫn khí đốt chính của Nga, Trung Quốc, sức mạnh của Siberia với quy mô của nó đã trở thành thỏa thuận của thế kỷ. Với sự tham gia của các chuyên gia Nga, các tổ máy điện hạt nhân mới đang được xây dựng ở Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đang tích cực tham gia vào các dự án LNG và hợp tác công nghiệp và nông nghiệp đang được tăng cường. Hai nước cùng nhau khám phá không gian bên ngoài và phát triển các công nghệ mới. Đáng chú ý, theo nhà lãnh đạo Nga, giữa sóng gió trên thế giới, Moscow và Bắc Kinh hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, chống lại các mối đe dọa chung và ứng phó với những thách thức hiện nay. Hai nước đang tích cực thúc đẩy các cấu trúc đa phương dân chủ như SCO và BISIC những cấu trúc đang trở nên có thẩm quyền và ảnh hưởng hơn. Công việc kết hợp xây dựng liên biên kinh tế Á-Âu và sáng kiến một vành đai một con đường cũng đạt được mục tiêu tương tự. Nga và Trung Quốc nhất quán ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn dựa trên luật pháp quốc tế. Hai nước luôn làm việc vì lợi ích của việc tạo ra một hệ thống an ninh bình đẳng, cởi mở, toàn diện không nhằm chống lại các nước thứ ba trong khu vực và trên toàn thế giới. Về vấn đề này, Nga ghi nhận vai trò mang tính xây dựng của sáng kiến an toàn, an ninh của Trung Quốc phù hợp với các cách tiếp cận của Nga trong lĩnh vực này. Tổng thống Putin khẳng định Nga biết ơn vì đường lối cân bằng của Trung Quốc liên quan đến các sự kiện diễn ra ở Ukraine. Hiểu được lý do thực sự của chúng, Nga hoan nghênh sự sẵn sàng của Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Về phần mình, Nga sẵn sàng giải quyết bằng con đường chính trị ngoại giao. Theo nhà lãnh đạo Nga, chính quan hệ Nga-Trung ngày nay thực sự đóng vai trò là nền tảng của sự ổn định khu vực và toàn cầu. Kích thích tăng trưởng kinh tế và đóng vai trò đảm bảo cho một chương trình nghị sự tích cực trong các vấn đề quốc tế, ông chắc chắn rằng tình hữu nghị và quan hệ đối tác của hai nước dựa trên sự lựa chọn chiến lược của nhân dân hai nước sẽ tiếp tục củng cố và phát triển vì lợi ích và thịnh vượng của Nga và Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, quan chức Đức nói về yêu cầu bắt giữ ông Putin, Ủy ban điều tra Nga lên tiếng. Ủy ban điều tra Nga Alexander Badjikin đã lên tiếng trước việc Bộ trưởng Tư pháp Đức nói về việc tuân thủ yêu cầu của ICC. Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Pachkin đã yêu cầu đánh giá pháp lý về tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức về việc bắt giữ công dân Nga trên lãnh thổ Đức, theo tuyên bố từ dịch vụ báo chí của Ủy ban Điều tra. Theo tuyên bố trên, trong khuôn khổ cuộc thanh tra đang diễn ra, ông Alexander Pachkin đã giao nhiệm vụ cho văn phòng trung tâm của mình đánh giá pháp lý cần thiết đối với các tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức tuyên bố này nói về việc việc thực hiện yêu cầu được cho là bất hợp pháp của tòa án hình sự quốc tế để bắt giữ công dân Nga trên lãnh thổ Đức. Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buchmann trước đó cho biết nước này sẽ tuân thủ yêu cầu của tòa án hình sự quốc tế ICC về việc phát lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin và sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đặt chân lên đất Đức. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Đức Sergei Nachevi cho rằng đó là tuyên bố vô trách nhiệm của một số quan chức đức khi ủng hộ và sẵn sàng thực hiện quyết định bất hợp pháp và hoàn toàn vô lý của ICC. Ông cho đây là một nguồn gốc gây lo ngại lớn và nó cho thấy họ còn cách xa thực tế như thế nào trong nỗ lực leo thang xung đột hơn nữa với Nga. ICC ban hành lệnh bắt giữ tổng thống Putin và ủy viên quyền trẻ em Nga Magia Vova Belova hôm ngày 17 tháng 3. Theo ICC, họ có thể phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh vì trục xuất trái phép trẻ em và di chuyển trái phép trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga. Bình luận về quyết định này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng Moscow không công nhận quyền tài phán của ICC. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zaharova nói rằng các quyết định của ICC không có ý nghĩa gì đối với Nga lệnh bắt giữ trên vô hiệu về mặt pháp lý